Cả nhà ơi, Xuân Hồng mời cả nhà vô làm món mực nướng sa tế nha. Cái món này ăn chơi chơi giỡn giỡn rất là ngon. Nhất là nhậu với một hai chai bia nữa thì tuyệt vời. Hoặc là cả nhà làm cái món này ăn với cơm cũng ngon. Hoặc là đơn giản chỉ ăn chơi thôi à. Thì món mực nướng sa tế này nó rất là dễ làm. Xuân Hồng sẽ mời cả nhà làm cái món mực nướng sa tế theo cái cách của Xuân Hồng nha. Mỗi người có một cái cách làm khác nhau thì cả nhà cứ làm thử, thích thì mình tiếp tục làm. Cái món mực nướng sa tế này đó làm nhanh, gọn, lẹ mà nướng mực thì cả nhà không có cần nướng quá lâu. Tại mực mà mình nướng lâu quá đó thì cái mực mình nó sẽ bị dai, bị cứng. Nướng vừa chín tới thôi, nó vẫn còn giữ được cái độ ngọt thì mới ngon nha. Tôm với mực mình không cần nướng quá lâu ạ. Thịt bò cũng vậy đúng không ạ? Thì cái món mực nướng sa tế này cả nhà làm theo cách của Xuân Hồng thử xem sao cả nhà có thích không. Mực thì cả nhà chọn cái con mực đừng có lớn quá, đừng có nhỏ quá. Sau đó cắt ra từng miếng vừa ăn. Thích á, thì cắt tỉa hoa cho nó đẹp thôi chứ cũng mất công chả có được gì. Thì đây là những cái miếng mực Xuân Hồng đem từ nhà hàng về, tức là mấy cô ở nhà hàng đã phụ Xuân Hồng đã cắt từng miếng vừa ăn để làm các món ở nhà hàng Nha Trang rồi. Nhưng mà Xuân Hồng thì không có cần chế biến gì hết, không có cần làm gì hết, đem những cái miếng mực mà mấy chị đã cắt sẵn về rồi. Cả nhà thích thì cắt bông, tức là mình cắt khứa 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 đó cho nó đẹp, nó nở xòe nó đẹp thôi, còn không không có thời gian thì cũng không cần. Tại vì mực nướng lên nó cũng nở ra và nó rất là đẹp rồi. Thì nhớ là mua mực, không có mua mực lớn quá nha quý vị nha, mua mực nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thôi. Rồi cả nhà mới cắt ra từng miếng vừa ăn như thế này đó. Rồi sau đó mới đi rửa cho sạch bằng cái nước mà cả nhà pha rượu và gừng vô cho Xuân Hồng nha. Rửa mực hoặc là đồ biển nói chung á, cả nhà cần có rượu và gừng để làm chi, để cho nó bán cái mùi tanh đi, đặc biệt là cái mùi tanh của mực mà mực đông đá ở bên này nữa, cho nên nó không có tươi như ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam á, mình làm mực mực tươi nó rất là thơm và ngon, nhưng mà bên Mỹ, bên nước ngoài đó đa số là hàng đồ biển đều đã đông đá hết, cho nên mình phải sơ chế thật là sạch sẽ nó mới ngon. Riêng cái mực nướng sa tế thì mình dùng cái mực nang, tức là không mỏng mà cũng không dày nha. Nó dày quá thì ăn nó cứng lắm, mà nó mỏng quá thì ăn nó có ngọt. Nó vừa phải như thế này thôi. Ở nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng thì chọn lựa những cái con mực nang, nó không quá lớn cũng không quá nhỏ. Sau đó là cắt thành từng miếng vừa ăn như thế này. Cả nhà thấy cái miếng mực nó không mỏng cũng không dày, và cái con mực cũng không lớn quá. Cắt từng miếng vừa ăn xong rồi đó, cái cả nhà mới rửa mực trong cái nước lạnh mà cho Xuân Hồng có rượu với lại gừng gừng xay nhuyễn vô. Nếu được đó, cả nhà làm một bình rượu gừng để sẵn trong cái tủ bếp của mình. Khi mình làm những cái món đồ biển thì mình lấy mấy muỗng canh rượu gừng để mình rửa với mực hoặc tôm cho nó thơm. Còn riêng cái mực này nó bắt buộc phải có rượu với gừng nha cả nhà nha, để nó bán cái mùi tanh đi. Đặc biệt là mình ở bên Mỹ hay bên nước ngoài không có mực tươi nữa. Rồi, sau cái phần sơ chế rồi phải không? Mực sau khi mình đã rửa sạch bằng rượu với gừng xong xuôi rồi, sau đó mình rửa lại nước lạnh rồi để cho ráo rồi, thì miếng mực của mình bây giờ thơm lắm, thơm phức à. Rồi bây giờ mình để ráo à. Cái bước kế theo, cái tiếp á, là mình rất là quan trọng luôn, là mình làm cái sa tế để mà mình ướp vô trong cái mực này mình nướng lên. Và nướng lên gần chín mình lại quét một lớp sa tế nữa, nếu như cả nhà muốn cái mực mình nó đậm đà hương vị của sa tế. Rồi bây giờ đó, làm sa tế thì mỗi một món ăn cái sa tế làm khác nhau. Bún bò Huế thì sa tế làm cách khác, mực nướng sa tế thì tất nhiên cái sa tế cũng phải làm một cách khác. Để làm sa tế cho cái món mực nướng sa tế thì Xuân Hồng dùng dầu hào. Dầu hào dùng cái loại này ngon này cả nhà. Cậu bé chèo thuyền nè, thì cái dầu hào này nó rất là ngon. Rồi mình cần có mực ong nha. Mực ong mua ở Costco hay ở đâu cũng được hết. Rồi nếu không có mực ong mình dùng đường, nhưng mà nên có mực ong thì cái màu sắc nó lên sẽ đẹp hơn. Rồi đặc biệt trong cái món mực nướng sa tế của Xuân Hồng dùng thêm chút xíu plum sauce, tức là tương xí muội, ở Việt Nam gọi là tương xí muội, bên này gọi là plum sauce. Thì khi mà cái sauce để mình làm ướp mực vô nó có chút xíu plum sauce như thế này đó, thì cái vị nó rất là lạ và thanh và đặc biệt nha.
rồi, tất nhiên rồi, Xuân Hồng phải có chút xíu nước mắm. Nước mắm cả nhà dùng hiệu nào cũng được hết. Xuân Hồng có chút xíu bột nêm. Rồi phải, mặc dù rượu mình đã rửa gừng rồi, nhưng mà trong cái sốt chút xíu rượu cho Xuân Hồng. Đặc biệt các món đồ biển thì khi mà mình nấu nướng, chiên xào mình chút xíu rượu vô cho nó thơm, rượu nấu ăn. Rồi thêm một vật liệu không thể nào thiếu để làm sa tế, để ướp vô cái mực nướng sa tế là tương ớt con gà. Và tương ớt con gà này đó không phải mình chỉ cho cái sốt không đâu, mà mình phải xào với dầu. Mình xào với dầu nóng để cho nó ra cái màu đẹp và ra tạo ra một cái mùi thơm rất đặc biệt. Cả nhà dùng thêm cho Xuân Hồng chút xíu bột ớt Đại Hàn. Nếu không có thì mình dùng bột paprika cũng được, nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng bột ớt Đại Hàn. Bột ớt Đại Hàn mà Xuân Hồng dùng để làm kim chi nè thì nó ra cái màu sắc đỏ thắm rất là đẹp. Còn không thì không có thì không sao cả. Rồi để tạo thêm cái mùi thơm cho mực nướng sa tế và đẹp nữa thì Xuân Hồng có mè rang vàng. Bây giờ Xuân Hồng cũng rang một ít để trong tủ lạnh để mình nấu ăn. Rồi tí xíu dầu mè. Chút xíu dầu mè mà mua cái loại pour nha quý vị nha, để cho nó thơm. Rồi cả nhà muốn cay nữa thì có thể thêm chút xíu cái ớt này, còn không có cũng chẳng sao cả. Cái quan trọng là phải có tương ớt con gà mà thôi. Rồi xong. Rồi mình phải có sả tỏi và hành tím băm nha, sả tỏi và hành tím băm. Rồi bây giờ việc đầu tiên thì mình làm cái sốt trước, rồi sau đó mình qua bên bếp mình xào cái tương ớt con gà này lên cho nó sôi sùng sục, nó tạo ra cái màu đỏ thắm. Mình cho chút xíu tương ớt, cái bột ớt Đại Hàn vô, rồi mình cho cái chén sốt mình vô đảo đều lên nó sôi lại, rồi mình tắt lửa. Nếu như cả nhà muốn ướp mực qua đêm hoặc là lâu lâu chút xíu á thì mình phải chờ cái sốt này nó sôi lên và nó để thực nguội mình mới ướp vô mực, để cho mực mình nó không bị ương. Còn như Xuân Hồng ướp xong làm luôn á thì mình không cần cái sốt nó còn nóng, Xuân Hồng ướp vô mực luôn rồi sau đó mình nướng luôn. Lý do tại sao nói vậy là nếu cái sốt của mình á mà nó còn nóng hoặc là nó chưa có nguội hẳn, mình ướp vô đồ biển mực hoặc tôm gì đó mà mình để qua đêm trong tủ lạnh thì cái mực của mình nó không còn tươi nữa. Tự nhiên nó đang tươi rói rói cái mình gặp vô cái sốt mà còn ẩm ẩm còn nóng nóng mà nó nửa chín nửa xong nó sẽ bị ương. Rồi tôm cũng vậy nữa nha, mình làm liền á thì ok, cái sốt nóng ok, nhưng mà cái sốt phải thể được nguội nếu như mình muốn ướp trong cái thời gian lâu qua đêm, ví dụ mình bận quá mình muốn ngày mai ăn hoặc là mấy tiếng đồng hồ nữa, ví dụ vậy. Còn riêng Xuân Hồng thì ướp xong là Xuân Hồng nướng liền, tại vì đối với Xuân Hồng mực tôm là không cần phải để thấm quá lâu. Rồi bây giờ mình bắt tay vô làm sốt, trong khi mực mình đã rửa sạch bằng rượu với gừng nó thơm phức rồi. À nếu thích thì cả nhà có những cái cây tre nè, mình xiên thịt nướng nè, mình xiên mực thành những cái xiên rồi mình để vô trong cái nồi air fry mình nướng. Còn không thì cả nhà có thể rải ra nướng luôn cũng được, nhưng mà xiên vô thì nhìn nó có vẻ hấp dẫn hơn, rồi sau đó mình bày ra cái dĩa nhìn rất là hấp dẫn nha. Rồi bây giờ mình bắt tay vô mình làm cái sốt. Rồi bây giờ mình làm cái sốt cho cả nhà nha. Mình làm cái sốt. Rồi đầu tiên hết thì cả nhà có cái mực vô đây á, Xuân Hồng nghĩ khoảng cái này khoảng 300 gram không? 2 đến 300 gram mực ha. Tùy theo thôi nha. Cái sốt cả nhà cứ làm, còn dư thì mình để dành trong hũ để tủ lạnh mình ướp cái lần sau không quan trọng nha. Rồi hành tím băm này cả nhà, một muỗng canh đầy. Cho vô đây luôn. Sả băm một muỗng canh đầy. Cho vào đây luôn, muỗng canh vung á nha. Tỏi băm một muỗng canh đầy cho vào đây luôn, tức là ba lượng này cho bằng nhau. Rồi thế bây giờ Xuân Hồng mới cho dầu hào vô. Dầu hào thì cả nhà cho đặc quá, cả nhà cho khoảng 2 muỗng canh dầu hào. Đó, một muỗng này ha, khoảng chừng 2 muỗng canh đi cả nhà, 2 muỗng canh dầu hào. Và cái món này cả nhà đừng có làm mặn quá, nó không phải là một món kho nha, mà cũng không phải là lạt quá, nó vừa vừa phải phải thôi. Rồi 2 muỗng canh dầu hào rồi phải không? Rồi Xuân Hồng mới cho vô đây là 1 muỗng nước mắm, nước mắm ngon, phải có nước mắm nha cả nhà nha, nó mới thơm nha. Đó, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh dầu hào. Rồi bây giờ Xuân Hồng cho vô đây là nửa muỗng cà phê chicken powder, là bột nêm gà cho nó thơm thơm, tại mình không có dùng bột ngọt mà. Nửa muỗng cà phê
Rồi, bây giờ là cái quan trọng nhất đây. Hai muỗng canh dầu hào, một muỗng canh nước mắm rồi phải không? Nửa muỗng cà phê bột nêm. Mình cho hai muỗng canh mật ong. Cái này là tại vì cái muỗng nó dính cho nên Xuân Hồng cho lố một chút xíu để trừ hao. Mà lố chút xíu cũng chẳng sao nha. Tại vì có mật ong vô thì cái vị nó mới ngọt ngọt, thanh và rất ngon để mà mình nướng cái mật này. Rồi Xuân Hồng cho vào đây luôn là cái sauce, plum sauce là tương xí muội, một muỗng cà phê. Như thế này thôi nha. Nó ra cái mùi rất rất đặc biệt cho cái món món mực này. Gọi là tương xí muội hay là bên Mỹ này gọi là plum sauce. Rồi bây giờ mình đã có nè dầu hào nè, nước mắm nè, bột nêm nè, mực ong nè, hành tỏi và sả nè. Rồi có thêm chút xíu plum sauce. Là cái hũ này cả nhà dùng hiệu nào cũng được hết. Đâu rồi, có thấy đường không? Thấy không cả nhà? Plum sauce nha. Rồi bây giờ đó, tại vì cái món này là món đồ biển, mình cần phải có chút xíu rượu vô cho nó thơm. Khi mà mình nướng, mình chiên, mình xào gì cũng vậy hết. Nửa muỗng rượu nấu ăn. Ít thôi nha, không cần nhiều, tại vì mực mình đã rửa rượu rồi. Đó. Rồi bây giờ đó thì Xuân Hồng sẽ có thêm là một muỗng dầu mè, ra cái mùi rất là thơm nha. Rồi Xuân Hồng cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê mè rang vàng nữa. Rồi bây giờ cái sốt này đã xong rồi phải không? Nhưng mà cả nhà nhìn thấy là nó chưa có màu mè gì hết phải không? Là tại vì cái màu của mình á, bây giờ mình sẽ xào cái tương ớt và cái tương ớt đại hàng lên mà, cho nên là chút xíu nữa mới có màu. Còn bây giờ là chỉ là cái sauce thôi. Rồi bây giờ cả nhà mới nếm lại giùm em. Em mới lấy cái muỗng em nếm thử lại. Tại vì mỗi gia đình mỗi vị khác nhau, mặn lạt khác nhau. Cả nhà có thể thêm nước mắm, thêm dầu hào, thêm đường, thêm mật ong, ví dụ vậy, tùy theo ý thích mình thôi. Thì ở đây Xuân Hồng có hai muỗng canh dầu hào và một muỗng canh nước mắm, nửa muỗng bột nêm gà, rồi hành tỏi sả, rồi có hai muỗng canh đầy vung, có thể là hai muỗng rưỡi luôn mực ong, một muỗng cà phê tương xí muội. Rồi Xuân Hồng có vô đây là một muỗng dầu mè, tí xíu rượu nấu ăn và mè rang vàng nữa. Bây giờ Xuân Hồng nếm cái sốt này coi như thế nào. Quá ngon, ngọt ngọt mặn mặn. Và riêng cái món này đó, nó phải hơi ngọt ngọt chút xíu. Rồi bây giờ Xuân Hồng không quên tí xíu muối. Tại vì bất cứ món gì cả nhà phải cho chút xíu muối vô để nó đầm lại nha. Thì Xuân Hồng cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối. Chứ nếu không có muối thì cái vị nó không có đậm đà. Tức là nó đã mặn rồi nhưng mà nó không có đậm đà, nó kỳ kỳ đó. Thì chút xíu muối vô. Rồi bây giờ Xuân Hồng nghĩ là ngon lắm. Nhưng mà chắc ăn mình nếm lại chút xíu. Ủa ai đến vậy? Nó giao đồ hả? Đây lên giao đồ đi, để coi có ai đến. Cái chuông bấm. Rồi Xuân Hồng nếm thử một miếng. Ngon quá. Cái sốt này bây giờ cả nhà sẽ thấy là mặn mặn, ngọt ngọt, thơm thơm. Ngon lắm. Anh Philip Trần gì mê ngào, người ta đang làm sa tế mà nói giống mê ngào là sao? Còn ăn hàng còn hơn em nữa. Rồi à, giao hàng. Rồi bây giờ là cái sốt này xong phải không? Rồi bây giờ em sẽ qua bên chảo này, em bật cái bếp lên cho nó nóng chảo. Em đưa tương ớt, bột ớt với dầu ăn qua bên này. Bên này thì Xuân Hồng có cái chảo nè nha. Xuân Hồng mở lửa lên ha, cho nó nóng ha. Rồi bây giờ Xuân Hồng mới cho nóng chảo nóng, rồi Xuân Hồng mới cho dầu ăn vô. À, hai muỗng canh dầu ăn nha, mình phải có dầu ăn vô thì cái tương ớt nó mới dậy màu lên được. Rồi bây giờ dầu nóng lên, mình cho cái tương ớt công ngà vô, mình xào với dầu ăn để cho nó ra cái màu rất là đẹp.
mà nó lại thơm nữa. Lúc này tương ớt con gà nó sẽ ra một cái vị khác nha. Và cả nhà tùy theo mà cay nhiều hay cay ít mình cho cái em này, tùy theo ý thích gia đình mình. Xuân Hồng cho vào đây khoảng 2 muỗng canh tương ớt con gà. Đó, khoảng chừng 2 muỗng canh vuông đi. Rồi chưa? Rồi bây giờ Xuân Hồng cho thêm cái tương ớt này nữa. Cái này là không phải tương ớt mà giống như là cũng là nó tức là nó còn lợn cợn trong này này cả nhà. Đúng, giảm để chút cái này nha. Cho thêm một muỗng nữa nha. Rồi bây giờ mình bỏ lên đó. Chọn nó nha, nó chịu chút. Bây giờ cả nhà thấy khi mà dầu nó nóng lên mình cho tương ớt vô đó, nhớ hạ lửa xuống nha. Đó, cả nhà thấy xào lên thì hồi nữa đó cái dầu ăn của mình nó ra cái màu rất là đẹp luôn. 2 muỗng canh tương ớt con gà với 1 muỗng cái tương ớt mà nó lợn cợn, còn không có tương ớt lợn cợn cho tương ớt con gà cũng được. Cay hay không, là muốn cay nhiều cái ít thì mình cho cái khúc này đây, để tương ớt con gà nó rất là cay. Đó, cả nhà thấy cái dầu không? Giờ cái dầu nó lên màu đẹp không? Đó, đảo chút xíu nữa nha cả nhà nha, để cho cái tương ớt mình nó giống như nó xém cặn vậy đó thì nó ra cái mùi thơm. Và cái dầu mình bây giờ nó ra giống như màu điều vậy đó. Rồi bây giờ em cho chút xíu bột ớt đại hàng vô. Cả nhà không có bột ớt đại hàng thì có thể thay thế bằng màu điều hoặc là paprika cũng được, nhưng mà màu ớt đại hàng là đẹp nhất nha. Rồi nhiều ít tùy theo ý thích của mình, cho 1 muỗng cà phê vô. Em đảo lên. Màu đẹp không? Màu bây giờ đỏ âu rồi đó. Rồi sau khi bỏ tương ớt đại hàng vô thì cả nhà bắt đầu mới cho tất cả cái sốt mà để mình pha vô. Hey baby, con làm ăn gì đó? Ngon không? Rồi, bắt đầu đảo cái em này lên, vặn lửa lên cho nó sôi. Thì lúc này cả nhà thấy cái sốt mình bây giờ là nó ngon tuyệt vời như thế này và màu rất là đẹp, phải không ạ? Hồi nãy mình làm thì đâu có màu mè gì đâu. Tự nhiên làm gì dữ vậy, từ từ chứ. Cho cái sốt này nó sôi lên. Bây giờ hồi nãy là ngọt ngọt, mặn mặn rồi phải không? Bây giờ là bắt đầu có vị cay cay. Tại vì có tương ớt vô mà. Hồi nãy là ngọt mặn mặn, bây giờ là cay cay. Rồi. Lửa lên cho nó, em ấy sôi lên là tắt lửa nha. Và cái sốt này cả nhà có thể làm nhiều để tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình ướp thôi. Và ướp mực, ướp tôm cũng ngon hết để mà mình nướng. Cả nhà có thể thay đổi khẩu vị, thêm mắm, thêm muối, thêm đường, tùy theo ý thích cả nhà. Riêng cái món này đã nói sa tế là phải cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt thì nó mới ngon. Và chút xíu nữa cái món mực này mình sẽ chấm với tương ớt con gà thêm ở ngoài nữa. Rồi đặc biệt trong cái sốt sa tế này Xuân Hồng để ướp mực đó, thì cả nhà thấy nó có mực ong với lại có cái plum sauce, cả nhà nhớ không? Thì cái vị nó rất là đặc biệt. Rồi giờ tắt lửa nha. Xong rồi, đẹp quá, ngon quá, hủy sứ bực bội ghê. Rồi, cái dọn ở chiến trường rồi sau đó mình mới ướp mực. Mà mình thích thì xin nước chay rồi mình ướp. Anh này nhìn thấy cái sốt của mình vẫn làm sôi lửa hồng đó Hoàng Hư Hỏng ơi. À, nhưng mà cô vẫn làm, cô Xuân Hồng làm thêm mấy cái livestream này cho các bạn Facebook, tại chơi với Facebook vui quá à. Dạ em cảm ơn anh Philip, cảm ơn Xuân Đặng nhiều. Thì cái sốt này bây giờ cả nhà sẽ thấy là nó cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt nha. Đó, cả nhà có thể làm nhiều hơn, ít hơn tùy theo ý thích của mình. Và khi mà mình ướp mực mình không cần phải cho hết tất cả mà mình đổ chừng vô. Thì cả nhà biết là bây giờ đó là Xuân Hồng có ở đây là có một ít mực như thế này thôi.
tại Xuân Hồng làm một dĩa thôi, đâu có cần nhiều mực, nó nở nhiều lắm. Thì bây giờ nếu như em nói hồi nãy rồi đó, cả nhà muốn ướp mực để lâu một chút xíu, nửa tiếng, một tiếng hoặc qua đêm trong tủ lạnh mai mới làm á, thì cái sốt này phải để thật nguội rồi mới ướp thì mực nó mới không bị ương. Còn khi nó còn nóng như thế này, cả nhà ướp vô liền á, cả nhà để tủ lạnh á, thì mực nó sẽ bị ương, tại vì nó bị nóng, nó nửa chín nửa sống, nó bị ương, ngày mai ra cái mùi rất là kỳ. Mình phải biết là mình làm cái gì, đúng không ạ? Riêng Xuân Hồng ướp xong thì bỏ vô air fry nướng luôn, cho nên em ướp luôn cái sốt nóng này, chả ai ép em, chả sao cả. Đó, thì em sẽ cho vô cái sốt này nhiều ít tùy theo ý thích của mình, mà đừng có nhiều quá. Tại vì nhiều quá mình nướng mực nó sẽ bị cháy, trong khi mình không có cần quá nhiều. Mình nướng vừa đủ sốt thôi để cho cái mực mình nó thấm. Rồi cái mình nướng cái mực nó vừa chín tới, mình lại quét cái sốt này lên trên mực nữa thì quá ngon rồi, đúng không? Rồi, xong. Bây giờ là bắt đầu em thích thì em xiên cái cây, em không thích thì em xếp vô air fry em nướng. Và mực thì không có nướng chín quá à. Cả nhà có thể nướng từ 10 đến 15 phút mà thôi nha, là có một cái món mực nướng sa tế tuyệt vời ở mặt trời rồi. Rồi, bây giờ qua bên này. Ok. Đó, em có mấy cái cây này, cả nhà thích thì xiên vô cây rồi mình nướng, mình trình bày lên cái dĩa. Còn không thì cả nhà cứ xếp lên trên cái air fry và nướng luôn. Tùy theo mình xiên. Mực thì cả nhà thích thì xếp bông, thích thì thôi nha. Và cái sốt kia cả nhà có thể là nướng mực xong thích nó đẹp hơn, mình quét lên một đường nữa. Rồi, bây giờ em đem qua tay em xiên luôn. Tại dưới mình cứ cầm thì con xiên rồi. Con có rồi, con có rồi. Con có cái bạc rồi. Rồi, chờ cái Hồng chút xíu nha, bà Vũ cầm máy. Đúng rồi, em muốn rau củ quả gì cũng được hết ha, nướng thêm vô. Dạ không mà chị Xuân Đặng ơi, nó làm một cái vị khác nha chị. Cái này cho mực hoặc là tôm thôi chứ còn thịt là khác nữa nha. Không phải là mình thích sao mình làm vậy đâu ạ. Rồi, bây giờ em mới xiên cây cho cả nhà xem. Cái cây này đó, thật ra nếu mà cả nhà miếng than á thì mình phải ngâm cái cây trong nước lạnh để làm chi, để cho nó khỏi bị cháy, nó khô quá nếu bị cháy. Còn nước air fry chẳng sao cả nha. Rồi bắt đầu mình xiên vô. Cả nhà muốn xiên theo kiểu dào thì xiên. Xiên một cái nhé, cẩn thận thôi, đâm vô tay nè. Đó, xiên theo ý thích của mình, 2-3 miếng, 3-4 miếng gì cũng được, cho nó thẳng thẳng ra như thế này. Rồi tí nữa mình lại quét thêm cái sốt lên trên nữa cho nên yên tâm đi nha. Đó. Đó. Một cây cỡ 3-4 miếng như thế này thôi. To nhỏ tùy theo ý thích của mình. Đó, đứng xiên cây. Để làm chi? Để mực nó thẳng giống gì trơn á. Mực mà mình không xiên thì khi mình nướng xong nó hay cong, đúng không ạ? Đó, cả nhà thấy dễ thương không? Đó, có một cây mực rồi, tí nữa mình xếp cho nó nằm như thế này. Rồi mình xiên, mình nướng. Rồi, được một em. Nướng cỡ 3-4 em thôi. Đó, cho nó thẳng thẳng cái miếng mực nó ra như thế này. Cả nhà có thể là khứa bông cho đẹp cũng được, nhưng mà thôi, em thấy đi đâu về La Mã chứ. Màu mè quá à, giản tiện đi, nó không có thay đổi cái vị ngon của món ăn mình, thì bày ra làm chi cho tốn thời gian, chả cần cắt bông cắt hoa gì, ngon là được rồi, đúng không ạ? Cái miếng này nhỏ quá. Rồi đây nè cả nhà coi cái miếng này đi. Đó, rồi em mới xiên xong em bỏ qua cho cả nhà xem. Tại vì Xuân Hồng làm là điệu vậy thôi, chứ thực ra cũng chả cần xiên cả nhà ơi. Cả nhà ăn ở gia đình á, chả cần xiên gì cả. Xếp vô cái vị nướng luôn cho xong.
Nhưng mà em ấy thì cả nhà biết mà, nhiều khi bày điệu quá, biết làm gì hơn, thích trình bày cho nó đẹp chút. Xếp cho cái vị đúng luôn cho xong. Em làm 4 cây cho cả nhà xem thôi, được rồi. Đó. Thấy xiên cho xong rồi mình làm cho cái miếng mực nó tẻ tẻ dài dài ra chút. Thấy không? Mà cái gì xiên xiên cho cây nhìn hấp dẫn ha cả nhà ha. Kệ nó đi ha. Có thời gian thì làm kiểu khác, không có thời gian làm kiểu khác. Sorry cả nhà, em mãi xiên em không thấy cả nhà hỏi em cái gì nha. Để nguyên con luôn còn ngon nữa Thảo Quỳnh ơi. Nhưng mà nhớ chọn con mực tươi như ở Việt Nam để nguyên con. Rồi mình nướng xong mình mới cắt ra cũng ngon lắm em ơi. Mực này ngon lắm kìa, giòn lắm. Mà nó lại không cứng. Còn mực á, mà mình ăn mà nó cứng sảm cái miệng nó ghét lắm. Mực ăn nó phải ngọt. Ở nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng không bao giờ mua cái mực mà người ta cắt sẵn hết trơn á. Không có ngon. Mấy cái mực mà cắt miếng sẵn cả nhà không có ngon. Không có ngọt gì trơn á, mình phải xiên, bỏ nguyên mua nguyên con rồi sau đó mới cắt ra nha. Thì mình chế biến món ăn gì con mực nó còn ngọt. Mực đã đông đá là chớ mà mua từng miếng người ta cắt sẵn rồi về chỉ bỏ ra ăn thôi nó không ngon được. Không thể ngon được. Đó, mình sẽ kịp nhìn thấy ở trong cái khung hình là đẹp rồi bà Vú. Thơm quá. Bây giờ không nghe một cái mực tanh, mực tiết gì hết trơn. Mực rửa rượu với gừng nó đã thơm, đã chớ mà ướp với sa tế nó ngon muốn xỉu. Mấy giờ rồi ta? Ây da, 6:30 rồi. Em phải đi ra tiệm ngày hôm nay nữa. Em phải ra tiệm tối ngày hôm nay. Tối nhà hàng Nha Trang đông lắm. Có ai ở San Jose đang coi show của em không ạ? À? Ở xa thì nhiều mà ở San Jose có ai đang coi em không? Đang coi em cho em nhắn đôi lời tí ghé Nha Trang ăn được không? Giỡn chơi thôi chứ Nha Trang thì lúc nào cũng đông hết à. Rồi bây giờ xong ha. Ok rồi bây giờ cả nhà xem em nướng à, yummy yummy. Anh Philip ghé nhà hàng Nha Trang ủng hộ món con tôm hùm xào đặc biệt đi. Hello Julie, khỏe không em? Nguyễn Loan ở San Jose hả? San Jose hả? Mình tự hào là người San Jose đúng không? Bún bò Huế hả? Vân Hoàng, ok. Rồi, bây giờ mình nướng bằng cái lò air fry nha. Cái lò air fry này là sau khi Hồng livestream là cái lò air fry Nuwe này bán không biết bao nhiêu nha. Nhưng mà tùy theo cả nhà, có nhiều người thì nói xài Philips cũng tốt. Nhưng mà Nuway thì nó rộng hơn, nó đến 10 quát lận, nên nó bự hơn. Rồi bây giờ trong này nó có cái vỉ nướng, mình lót ở dưới cái giấy bạc để làm chi, để tí nữa nó chảy xuống nước, mình dục cái giấy bạc đi, nó khỏi con clean up nhiều thôi, không gì chân á. Xếp mấy em này lên, xếp mấy em này lên, xếp mấy em này lên, nằm ngay ngắn, không được chen lấn nhau. Rồi, xong hết. Bây giờ em mới bà Vú đâu rồi, em mới bạn ra súp chờ em chút rồi. Ây da, rồi đó cả nhà thấy em ấy lại rồi. Bây giờ giống như Xuân Hồng nói đó, mực với tôm mình không nướng quá lâu nha, nướng quá lâu nó bị khô lắm, nó không có ngon, vừa chín tới thôi. Dạ ngon lắm chị Hoàng Lan. Ồ, vậy đó hả anh Philip, ăn canh chua với cá kho rồi hả? Em cảm ơn anh. Ồ, Phú Trương ở Elkro hả? Trên đó nhà đẹp lắm á, Xuân Hồng có lên chơi rồi. Cảm ơn Vân Hoàng nhiều. Đúng rồi, Nguyễn Loan, hôm bữa Xuân Hồng làm chuối bọc nếp nướng bằng air fry ngon tuyệt vời. Mình nướng bằng oven nó khô em ha, nướng bằng air fry này ngon, ơi là ngon. gì đây, gia cậu Đoàn. Dạ không sao, có thời gian thì cứ nấu, không có thời gian ra nhà hàng Nha Trang ủng hộ em nha, không sao hết trơn á.
Rồi bây giờ mình on lên ha, mình on lên, mình vặn on lên. Bây giờ là cooking temperature là bao nhiêu độ đây? 360 độ rồi. Được rồi, không cần cao hơn nữa. Time thì 15 phút thôi, em cho 10 phút thôi. Tí xíu là thích thì mình cho thêm có gì đâu. Tại vì em muốn cho 10 phút, sau đó em quét sơ thêm một chút xíu sa tế nữa em mới cho 5 phút nữa. Rồi giờ start. Tèn tèn. Tèn tèn. Rồi, 10 phút sau thôi là có ăn rồi. Ok, đem cơm qua đây. Thôi, anh ơi. Anh Francis Trương ơi, đem chai bia đi. Món này không ăn cơm đâu. Dạ, chút ghé em tặng cho anh Philip một cái xiên mực. Ồ, cảm ơn Thảo Huỳnh nhiều lắm nha. Rồi, bây giờ Vũ ơi, Vũ cầm giùm con đây để tí nhận con ăn. Ok, bây giờ Vũ cầm giùm con chút đi Vũ. Bây giờ em có ăn cái mực nướng á, thì cả nhà có rau răm nha. Nhớ giùm em là phải có rau răm mới ngon nha. Mực nướng, cho dù mực nướng sa tế, mực nướng y, mực nướng kiểu gì đi nữa, phải ăn kèm với rau răm mới ngon nha. Rồi, bây giờ em thì trang trí đúng ra có dưa leo cà chua. Em không có dưa leo cà chua ở nhà, em quên đem về. Em trang trí múc lát chanh, vài ba trái strawberry xung quanh cho nó đẹp vậy thôi. Đơn giản đúng không? Rồi, đặc biệt á, em nói thiệt, các loại sốt để làm chấm mực, chấm này nọ mà giống Việt Nam sau này làm tùy theo ý thích. Em nói thiệt, mực nướng chỉ ăn với tương ớt con gà là ngon nhất, kể cả mực một nắng nha. Sau này người ta làm mực tương ớt xanh, mực muối ớt xanh, rồi cho sữa đặc đủ thứ vô thì tùy khẩu vị, ai thích thì ăn. Riêng Xuân Hồng thì mực nướng, cho dù nướng kiểu gì, ăn với tương ớt con gà là ngon nhất, number one. Thứ hai, mực hấp hành gừng hay mực hấp kiểu gì không cần biết, bữa nào Xuân Hồng làm show cho cả nhà xem, ăn với muối tiêu chanh và nước mắm gừng là ngon nhất, vậy thôi. Rồi, bây giờ là chờ cho cái mực mình nó chín có 10 phút thôi. Em sẽ quét thêm cái sốt. Rồi sau đó em múc, em trình bày ra cái dĩa. Rồi mình để mực lên, mình để những cái xiên mực lên nha. Chăm chờ em chút xíu. Rau răm sao cái này nó lại nên vẹt tươi lắm. Miếng ít rau răm. Thấy rau răm thì em thèm thịt lộn quá cả nhà. Mà ngộ ghê chứ sau này em không ăn được thịt lộn là sao ta? Hồi xưa em thèm thịt lộn lắm, tự nhiên sau này em không ăn được thịt lộn cả nhà. Kỳ vậy? Chẳng lẽ em sắp sửa đi tu ta? Rồi. Xong rồi. Để em cắt thêm một miếng chanh nữa. Không có dưa leo cà chua trình bày thì mình làm cái kiểu khác, tại vì mực mà để không thì nó chơi chẽn lắm à. Đây, bây giờ em mới bỏ một trái strawberry lên, còn không thì thôi ớt cũng được. Cho nó có màu có mè chút đi, tí xíu mình bày sau nha, để sẵn vậy đi. Rồi. Cho mấy phút rồi Vũ. Đi con cân. Sorry cả nhà, em không đọc được cái cả nhà nói cái gì nãy giờ nha. Vậy đó hả Nguyễn Loan, bây giờ còn siêu nữa hả em? Hột vịt lộn xào me ngon thiệt á, nhưng mà sao sau này Xuân Hồng không ăn được vịt lộn là sao ta? Chẳng lẽ em ấy đã già? Ồ, vậy đó hả Julie Trần, công nhận kẹo xăm, trà xăm, xăm lát ngon em ha.
ngon mà tốt quá. Vậy đó hả Tuyết Nguyễn? Nhớ vịt lộn bên này đâu có sống đâu phải không? Ai nói không có sống. Mà biết sao ăn không được, kỳ quá. Hồi xưa thích lắm, hồi xưa ở Việt Nam thích lắm. Qua bên này thời gian đầu cũng thích, chứ sau đó cũng không thích nữa. Thảo Huỳnh mua gà trong Costco rồi hả em? Ừ, ngon đó em. Bữa nào có thời gian làm chứ. Ừ, Xuân Hồng đang live ở nhà mình nè. Có hồ bơi. Mùa hè là con cái hay ra bơi. Em cũng ấy, em ngắm chứ em không có dám bơi. Tại vì em không biết bơi. À, em biết rồi. Sẵn dịp cả nhà hỏi cái hồ bơi, em cho cả nhà xem cái cây hoa của em ngay cửa sổ luôn. Này, hồ bơi của nhà em này cả nhà. Hồ bơi đó. Bên này bên kia có cái gì? Đây, hoa của em nè. Ngồi ăn ở đây mà ngắm hoa này cả nhà. Thích không? Hoa đỗ quyên của em nở rồi đó. Hồi xưa Xuân Hồng ăn được vịt lộn mà giờ không ăn được, kỳ quá à. Nè cả nhà, ngồi ăn bên này cái nhìn ra cửa sổ ngắm hoa. Đẹp không? Anh Philip Trần ơi, bữa nay em đi tập bơi mới được á. Nhưng mà anh biết chỗ nào mà thầy dạy bơi đẹp trai không? Phải đẹp trai em mới học nha. Dạ, em có ý gì hết trơn á. Nhưng mà đẹp trai thì cũng dạy em mau biết bơi hơn à, quỷ sứ à. Dạ, sư Hồng cảm ơn cả nhà. Đó, hồ bơi của em đó. Trong khi chờ mực chín mình đi tám vậy đó. Cả nhà thấy hai con ếch ngồi em mua đó. Zoom in cho cả nhà xem. Đó, hai con ếch đó là em mua đó. Hai con ếch ngồi ở chỗ bồn nước á. Anh Philip cười cái gì vậy ta? Rồi thôi giờ mình nấu ăn tiếp nha. À dạ dạ. Chuẩn bị 10 phút rồi mình quét cái sốt sa tế lên mình nướng 5 phút nữa nha cả nhà. Chờ em chút nha, em lấy cái cọ. Nè. Mình dùng cái cọ silicon nha. Sắp sửa rồi còn 3 phút nữa thôi nè. Mình múc chút xíu sa tế ra cái chén nha cả nhà nha. Nhìn phía trong nè, mực bắt đầu nó phồng lên, nó cong lên, nó chín đó. Đừng có nướng chín quá nha. Mực với tôm mà nướng chín quá nó khô lắm, nó không có ngon. Mai Trang Võ ơi, trai đẹp tuổi nào mà không thích, phải tuổi này mới thích ạ. Dạ hoa hồi nãy tên là hoa đỗ quyên đó, Philip Trừng ơi. Dạ ông xã em biết bơi nhưng mà ổng dạy em bơi chắc 3 ngày mới nổi á chị Linda ơi. Con chuồn chuồn cắn lỗ rốn bơi được chết liền. Nói chứ em Xuân Hồng nói giỡn với cả nhà chơi thôi chứ trai đẹp không, Hồng không có mê, chỉ mê trai đàng hoàng và có tâm hồn thôi, có trái tim thôi. Giỡn chơi cho cả nhà ba sàm ba láp cho nó duyên thôi ha, cho nó vui thôi ha. Dạ hoa đỗ quyên anh Philip ơi. Em nghe các bạn nói vậy chứ em không biết là thiệt hay tên đúng hay không nữa. Em bắt chước em kêu theo thôi à. Ô Mai Trang Võ nói cái lò này on sale còn có 100 đồng, số rẻ dữ ta. Trời ơi. À, còn 2 phút nữa thôi cả nhà ơi. Chín luôn rồi. Ê da, thèm quá rồi, thèm quá rồi. Bé thèm rồi. Một phút nữa em đi lấy cái chén nhỏ để em đựng tương ớt nữa chứ. Bốn mươi ba second. Hoa Xuân Hồng hả? Dạ vậy đi. Chị Trang mua ở Macy thì phải đó Nancy ơi.
Cái lò Philips thì nghe mấy những bạn nói cũng tốt lắm, nhưng mà cái lò này thì nó lớn hơn lò Philips. Lò này thì đến 10 quart lận, thì nó rộng rãi hơn. Tại sao em kiếm đồ đứng lên chưa? Chờ em chút xíu. Em nghỉ 10 phút thôi cả nhà ơi, đừng có nướng lâu quá không có ngon. Thơm quá. Thơm. Rồi, em rồi xong, dỡ lên coi như thế nào đó. Cả nhà thấy muốn thì cả nhà nướng thêm 5 phút nữa nha. À, mà sau khi nướng 5 phút cuối thì cả nhà nhớ lấy cái sa tế này ra cái chén, mình cầm cái cọ silicon vô ha. Mình quét lên chín rồi, nhưng mà mình thích thì mình quét thêm thôi ạ. À, để cho cái mực mình nó bóng bẩy hơn và nó thấm tháp hơn thôi. Rồi nướng 5 phút nữa, hoặc là mình quét xong mình đem ra luôn ăn cũng được. Tại vì mực nướng quá chín nó khô lắm, ăn có ngon. Thôi em nghĩ được rồi, không nướng nữa đâu. 10 phút thôi cả nhà ơi. Thơm quá. Yeah. Cả nhà sẽ tưởng tượng nó cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn nha. Và cả nhà có thể thay đổi khẩu vị theo cái ý thích của mình. Nó đang nóng thì mình quét lên nó xèo xèo xèo. Nó rút vô cái miếng mực của mình. Chứ mình nướng 15 phút em sợ e rằng là nó quá chín. À, xong rồi, vậy em gấp ra luôn. Cả nhà thích thì nướng thêm 5 phút tùy ý cả nhà nha. Chứ em thấy vậy là ok. Rồi, bây giờ là em có cái gì em trình bày sẵn rồi. Những cái cây xiên này em cũng cho nghiêng nghiêng nó mới đẹp. Thơm quá ha. Tại vì cả nhà biết sao thơm không? Mình chế biến cái mực nó kỹ quá. Rửa bằng rượu với gừng nữa đó, chứ đâu phải là ấy đâu. Chứ nếu mà không có rượu, có gừng vô, cái mực nó ra cái mùi mà nhất là bông đá nữa nha. Mùi nó không có thơm tho gì hết trơn. Gác cái máy lên. Chín rồi cả nhà. Gác cái máy lên. Được chưa? Vậy đi. Quá ngon. Quá ngon và thơm. Rồi, xong. Rồi. Cái giấm mì, mai thái mì. Đây. Chấm với tương ớt nha cả nhà. Cái mực là phải chấm với tương ớt ạ. Khỏi cần chấm với sót gì hết. Nó hợp lắm, bày làm chi ạ. Rồi, xong. Tè tè. Tặng cả nhà đó. Ngon không? Chị Song Phương nói, Xuân Hồng ơi, chị mỗi lần làm heo quay thử 1 ký, ông xã với 2 con gái ăn hết luôn, chị không được ăn luôn. Dễ thương không? Xuân Thu nói cái gì vậy? Nói tầm 7 thì tiễn em lên đường. Kệ em ơi, Thủy Tô với anh Philip không sao đâu. Mấy người mà người ta nói những lời lẽ không đẹp, chính người ta là mang cái nghiệp vô thân, chứ phải mình. Lò này hay quay heo quay này, thắng chừng ơi, ngon lắm. Rồi bây giờ Xuân Hồng xong rồi. Kệ nha cả nhà nha. Ai mà nói bậy nói bạ đó thì chính người ta là mang nghiệp vô thân, chứ không phải mình đâu. Rồi khi mình chỉ một cách mình block người ta không cho vô chơi nữa thôi. Còn lại thì mình cứ chơi vô tư. Ngon lắm. Mực nướng sa tế cả nhà, chấm với tương ớt nha. Yummy. Vậy em ăn thử nha. Dạ em cảm ơn Nguyễn Hoa. Cảm ơn cả nhà nhiều. Thắng chừng ơi, cái lò air fry này nướng heo quay ngon cực kỳ đó Thắng. Thắng làm theo cái cách của Xuân Hồng làm, cái da nó giòn lắm mà nó không mất công, không để lâu gì, đem ra đem vô tủ lạnh mấy ngày vậy hết trơn á. Dạ đúng rồi, 10 khoảng nó lớn đó Trang. Đúng rồi, cái khẩu nghiệp với cả nhà nó nặng lắm nha.
Em nói thiệt á, khi mà cái lời nói của mình mà làm cho người khác tổn thương hay buồn á, nó nặng hơn là mình đánh người ta hay mình làm cho người ta đau bằng cái xác thịt. Tại đau bằng xác thịt á thì một ngày hai ngày giỏi lắm có khi là vài tiếng đồng hồ nó hết đau đúng không? Còn cái mà khẩu nghiệp làm cho người ta bị tổn thương, người ta buồn á, có thể là bao nhiêu năm sau người ta còn bị nỗi đau đó dằn vặt á, thì cái người đó cái khẩu nghiệp nó lớn kinh khủng lắm mà người ta phải trả giá, hoặc là con cái người ta trả giá đó, người thân người ta trả giá. Cho nên cái con người nó hơn nhau ở chỗ đó là cách cư xử và cách ăn nói đúng không ạ? Hơn nhau ở chỗ là cách cư xử với cách ăn nói. Còn về cái tài năng á, ví dụ như thực tế là nấu nướng đi, thiếu gì người giỏi gấp trăm lần Xuân Hồng. Xuân Hồng nói thiệt, thiếu gì người hơn mình. Nhưng mà cái mà để cho người khác thương á là cái cách sống của mình và cái cách ăn nói của mình nè à. Cho nên ai mà nói mà nghe không lọt lỗ tai á, Xuân Hồng chỉ cười thôi à, cười rồi mình block rồi cho ta khỏi vô chơi thôi, chứ mình không, không mình thấy tội nghiệp người ta thôi. Mình thấy tội nghiệp người ta là tại sao người ta phải như vậy, để cuối cùng người ta được cái gì đâu, mang nghiệp vào thân. Rồi thôi giờ dày cả nhà ăn mực nướng sa tế đi nha, em ăn thử một que xem sao. Ngon quá, em đói bụng rồi đó. Chấm vô tương ớt, con gà, ăn một miếng. Quá ngon cả nhà ơi, ngon kinh khủng. Nướng 10 phút thôi nha cả nhà, nướng 15 phút nó khô lắm. Nướng 10 phút mực nó vừa chín tới, nó rất là ngọt, thấm cái sa tế. Cả nhà nhớ quét sa tế lên nha, cái sa tế nãy mình làm á, quét lên rồi sau đó cả nhà mới bắt đầu là đem ra dĩa ăn chấm cái tương ớt ngon kinh khủng. Rồi bây giờ đó, ăn tương ớt không không đủ đâu, cả nhà cắn giùm em một miếng rau răm. Mực mà ăn với rau răm á, em nói thiệt em bao ngon luôn, nó rất là hợp. Mực nướng á thì ăn với tương ớt con gà. Nó phải như vậy cơ, em đã thử các loại sốt rồi. Nhưng mà riêng cái mực nướng phải ăn với tương ớt con gà và rau răm, cho dù mực một nắng. Còn mực hấp á thì ăn với muối tiêu chanh hoặc là mắm gừng, vậy thôi à, đơn giản như đang giỡn vậy thôi. Nhưng mà phải có rau răm đi với mực thì nó mới hợp nha. Rồi bây giờ em chúc cả nhà ngon miệng đó. Bây giờ em phải chào tạm biệt Lành Chi, em phải đi ra nhà hàng Nha Trang làm nè. Tội nghiệp em không, nhưng mà không sao, tại vì em thích nấu ăn lắm, cho nên em được làm những điều em thích là em quá may mắn rồi. Mà còn được cả nhà ủng hộ vô chơi với em như vậy nữa, rồi ra nhà hàng Nha Trang tiệm mỹ phẩm ủng hộ quá trời nữa, thì cái đó là cái may mắn mà mẹ em nói là kiếp trước em có tu, kiếp này em mới được nhiều may mắn như vậy đó, thì kiếp này em ráng tu nữa để làm chi, để kiếp sau mình được hạnh phúc như thế này nữa. Rồi bây giờ cả nhà cứ làm thử cái món mực nướng sa tế theo cách của Xuân Hồng đi, mỗi người có một cách khác nhau, làm thử cách Xuân Hồng xem sao, thích thì giữ làm tiếp, không thích thì thôi, đâu sao đâu, phải không, đâu mất gì đâu, phải không? Rồi chúc cả nhà nhiều sức khỏe nè, giữ gìn sức khỏe nha, tại cái khí hậu này nó dễ bệnh lắm, lúc mà nóng lên rồi sau đó thì lạnh xuống, bây giờ nóng nóng lên đi ghét gì đâu á, nó dễ bệnh lắm. Nhưng mà cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Rồi I love you, I love you, bye cả nhà. Mực nướng sa tế ngon hết sảy con bà Bảy. Ăn hết cái que này rồi đi làm. Thêm một que này nữa rồi em mới chịu đi làm đây ạ. À. Rồi, bye cả nhà nha. Rồi. Anh Philip Trần ơi, kiếp sau nấu làm nhà hàng nữa hả anh? Dạ. Em thích nấu ăn, kiếp sau em làm nhà hàng nữa nha. Nhưng mà anh Thanh Tùng á, anh trai cái kết nghĩa của em nói á, là kiếp sau em làm bà bác sĩ đi. Tức là lấy chồng bác sĩ đi, không cần học bác sĩ gì hết trơn á. Chỉ cần lấy chồng bác sĩ thôi là được người khác kêu là bà bác sĩ và sướng lắm, không cần làm gì hết. Em lại không nghĩ vậy. Mỗi một nghề có một cái cực, cái khổ khác nhau, đúng không? Không có nghề gì mà sướng hết trơn á, mà cũng không có nghề gì cực hết trơn á. Cái quan trọng là mình yêu thích cái nghề mình làm, cái việc mình làm là vui, hạnh phúc rồi cả nhà ha. Oh, I love you. Ai thả tim cho em đó. I love you. Bye. Vậy em ăn cái que này xong cái em đi làm nha. Rồi, cả nhà giữ gìn sức khỏe, rồi rảnh đi làm thêm cái món này cho gia đình dùng. Bye bye cả nhà.